Đúng rồi, cái đó nó về là người ta đặt xuống đất mà. Trời, vô cây mà giờ này một đống hàng luôn. Con á, một người á, thì một ông hai á, thì con ổng bệnh đi đưa đi khám. Linh á, thì ba vợ bệnh nằm bệnh viện. Trời đất ơi, giờ hàng đóng một nùi luôn. Bây giờ coi nè, khổ sợ luôn. Hàng bữa nay là em cho đi bữa nay cho đi tiếng nào anh hai? Tiếng Long Thành hả? Cái bè phải không ta? Hỏi không nghe thôi, nó cái bè phải không? Nay đi tiếng này là tiếng nào? Cái bè phải không? Hình như cái bè gì á. Cái bè Tiền Giang, 2 tiếng nữa luôn. Quá trời luôn. Hiện tại bên em là hiện tại đang lên hàng tím sen nha anh nha. Tím sen và đỏ. Chút xíu nữa em đi xuống ruộng đỏ em. Em bữa nay là bứng ruộng đỏ nè, để chút xíu em quay phim cho mấy anh coi nha. Ruộng đỏ, hàng rất đẹp luôn. Ruộng trang đỏ và ruộng trang vàng một cốt và bụi bự nha, hàng size bự bành kia luôn. Chiều chiều khoảng chừng 1-2 giờ là em chụp hình, em báo cáo lên cho mấy anh nha. Con số và báo cáo số tiền luôn. Hàng chiều nay là bứng ruộng trang vàng và trang đỏ, hàng một cốt nha. Tàn bự, tàn tròn bự.